Xin chào các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Sóc Bạc Nhật 87 Lăng Hạ. Hôm nay em lại lên tiếp một em Panasonic nhà hàng 6 cánh. Cái phân khúc 6 cánh này và tủ VIP, mặt gương này, mặt kính này, các bác nào mà đang tìm thì hôm nay em lên là một siêu phẩm này các bác ạ. Thì con Panasonic 5 cánh này thì dung tích nó là 450 lít, tủ 6 cánh, chiếc tủ 5 cánh 5 ngăn. Thì các bác đây, con này nó là màu trắng nha các bác. Mà Panasonic này. Thương hiệu Panasonic có công nghệ Ecolavi này. Đây các bác nhìn nội thất bên trong đi. Em hôm qua tối qua về em đã cắm test khá là ok rồi. Đấy. Công nghệ khử khuẩn Clem A cộng, Clem A cộng này nó là công nghệ khử khuẩn mà bạc nha các bác. Trong có hệ thống Lemuser sensor cảm biến này. Màn điều khiển trong. Đấy con này nó khá là đơn giản. Và nó là con tủ mặt kính, mặt kính như này. Đây, con này 450 lít của Panasonic. Panasonic con này nó thiết kế 5 cánh vì dung tích nó khá là khiêm tốn và nhỏ. Các bác nào đang tìm một em dung tích của nó tầm diện kích thước nó tầm 60 thì em này thì khá là hợp lý các bạn. Đây, cái ngăn mát đây, còn ở đây là nó là ngăn ướp lạnh. Ngăn ướp lạnh nha các bác, đây là ngăn mát này, ngăn mát. Panasonic hệ thống đèn LED này, khay kính cường lực này. Đấy. Hệ thống cánh cửa nó đây để các cái đồ khô này, chai lọ nhỏ. Trên này các bác có để các cái đồ như thực phẩm chín, đồ ăn thừa, bia rượu. Đây là ngăn mát của nó, ngăn đông. Ngăn đông, đây là ngăn đá rơi này. Ngăn đá rơi này. Thì các bác khi đá nó rơi đầy thì các bác có thể đổ sang ngăn phụ đá rơi này nhá. Đấy, ngăn phụ đá rơi. Em cũng quay nhanh lên em này thôi vì đây, còn ở đây là ngăn cấp đông chính, ngăn cấp đông chính này các bác có để các như đồ như thịt cá, hải sản ăn trong vòng nhiều ngày. Đây là ngăn rau, ngăn rau này thì các bác có để rau củ nha các bác. Rau củ các bác để dưới này thì nó có hệ thống cảm biến phù hợp nhất cho rau để nó tạo ra các nhiệt độ và độ ẩm bù ẩm cho rau. Còn ở trên này thì các bác có để các cái đồ như hoa quả này, bia rượu, thực phẩm chín, đồ thức ăn thừa, cái ngăn mát ở trên cùng này thì nó cũng giữ bảo quản cho cái độ lạnh nó lâu, nó lạnh hơn và nó sẽ tươi lâu hơn cho mình. Đấy. Con này nó là dung tích là 450 lít. 450 lít đây các bác nhìn này, bên ngoài đây. Bên ngoài nó hông sườn đẹp, nó vanh luôn, gương nó là mặt kính thì không bao giờ bị xước sát. Thì con này khá là đẹp, màu trắng nha các bác, màu trắng trong bên trong này có các cái hệ thống vân nhũ pha lê này. Tô lên các rất nhiều màu cho đẹp và bên ngoài kẻ thêm một màu viền bạc khá là sang trọng, màu viền bạc của Bana là các cái cánh biểu hiện cho cánh đá rơi và cánh ngăn giữ chữ đá rơi. Đây hông sườn đây các bác, nó soi cho em luôn, không một chấm một xước. Đấy, nhìn chưa, hông sườn đẹp. Nói chung là con này khá là đẹp vì con này độ mới của nó khoảng 95%, hàng dùng lướt. Các bác nào mà đang cần tìm một em tủ lạnh như này thì alo trực tiếp cho em hoặc nhắn tin Zalo qua số điện thoại là 0937445330, hoặc là ngày cuối tuần thì các bác có thể qua xem để trực tiếp tại địa chỉ tại Hà Nội, đó là số nhà 68C ngõ 87 Lăng Hạ Hà Nội xem ha. Thì các bác có thể qua xem trực tiếp ạ. Đây em đi vào cái thông số kỹ thuật cho trong các bác nào mà có quan tâm. Ui, cái em này sản xuất 2020, con này đời khá là cao. Con này là 450 lít đây ạ. 450 lít, ngăn đông là 125 lít và ngăn mát là 325 lít. Dung tích khá là rộng. Sử dụng điện 100V, công suất tiêu thụ hàng ngày là 88W, công suất xả đá là 167W. Và con này sản xuất 2020, một năm tiêu thụ hết khoảng 260 số điện. Kích thước của em này thì rộng 60 này, sâu 70 và cao 1m82. Đấy, các bác nào với không gian bếp nhà mình mà kích thước như vậy thì hãy đo hay là một em cân nhắc một em tủ lạnh dùng cho gia đình. Con này thì dùng từ 3 đến 7 người thoải mái nha các bác. Vì hàng Nhật này nó sản xuất ra nó nhỏ gọn nhưng mà nó để được khá là nhiều đồ vì nó tất cả nó có đều có 5 ngăn độc lập. Thì các cái đồ đạc trong tủ nhà mình như là nó không bị lây nhiễm chéo mùi hay là nó có cái công nghệ khử khuẩn AG cộng đấy, công nghệ khử khuẩn bạc đấy thì nó cũng khá là đặc cấp luôn. Em đã giới thiệu qua đâu thì hàng này thì em bán, em cam kết là zin nguyên bản 100%, thì các bác cứ qua xem trực tiếp tại địa chỉ trên và bảo hành 15 tháng, hàng cam kết zin và miễn phí ship trong vòng 50 cây.
các bác nào ở xa thì có thể lựa chọn với em như này. Thì con này bên em đang bán giá là 28.500, bảo hành 15 tháng và lấy ship trong vòng 50 cây. Đấy. Hàng cam kết zin nguyên bản 100%, con thủ mặt kính nha các bác này. Mặt kính, mặt kính màu trắng. Các bác xem kênh nhà em thấy hay thì cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh ấy. Thì bên em còn nhiều các sản phẩm như tủ lạnh, máy giặt. Đấy, tủ lạnh, máy giặt nữa, điều hòa, lọc không khí, nồi cơm. Thì để bật thông báo này để theo dõi các video lần sau. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác.